Nếu như bạn nào là những người tham gia kiếm tiền online từ đời đầu á, là khoảng cách đây khoảng 2 3 năm thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái ứng dụng này. Các bạn mới bắt đầu kiếm tiền online khoảng vài tháng này, vài tuần hoặc là vài ngày thì mình nghĩ là đa số các bạn sẽ không biết cái ứng dụng này là ứng dụng gì đâu nha. Tương đối lớn rồi nha. Mình không nói là lớn, cái này là lớn với bản thân mình thôi, là 2 triệu 229.000 đồng này đối với mình đây là một số tiền rất là lớn rồi bởi vì mình tham gia kiếm tiền online free mà và hiện tại mình rất là vui luôn các bạn ơi ứng dụng này đang tổ chức một cái sự kiện kiếm tiền online cực kỳ là ngon luôn các bạn nha và cái sự kiện này mình đã kiếm được tiền rồi chỉ cần mình bỏ ra khoảng vài phút thôi là mình nhận được 7.000 đồng nha và cái số tiền 7.000 đồng này các bạn kiếm tiền không có giới hạn ví dụ một phút các bạn kiếm được 7k thì phút thứ hai bạn kiếm được 7k tiếp đó cứ kiếm 7k 7k như vậy một ngày các bạn có thể kiếm vài trăm ngàn hoặc thậm chí là vài triệu chứ nó không có giới hạn nha Ví dụ như mỗi ngày các bạn cố gắng kiếm khoảng 30 lần 7k đi, vậy thì số tiền các bạn nhận được là bao nhiêu? 30 x 7 bằng 210k rồi, nó không phải là một số tiền nhỏ đâu nha rất là dễ để chúng ta kiếm tiền và cái này là miễn phí 100% mình đảm bảo lại luôn nha cái này nếu như bạn nào mà xem xong video này của mình chắc chắn các bạn cũng ít nhất là kiếm được từ 100.000 đến 200.000 phải gọi là 200.000 trở lên đi vì nó quá ngon sự kiện quá nhiều luôn nếu như bạn nào quan tâm thì hãy sang thật kỹ video để mình có thể chia sẻ nha và nếu như xem xong video này á các bạn cảm thấy video này hay bổ ích cũng như là ứng dụng này ngon các bạn đừng quên nhấn cho mình một nút đăng ký kênh và một nút ấn chuông nha khi nào có những cái sự kiện kiếm tiền online mới này, cũng như là những con nắp kiếm tiền mới, mình sẽ đăng tải những video lên để chia sẻ cũng như cập nhật nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Kiếm tiền dễ, đương nhiên là cách đăng ký của nó hơi bị phức tạp, chứ nó không phải khó nha. Đó, các bạn cần xem cho mình cái đoạn đăng ký kỹ một chút để mình có thể là hướng dẫn cụ thể nhất. Bởi vì nếu như các bạn làm sai cái bước nào, thì sau này không rút được tiền thì mình sẽ không có chịu trách nhiệm đâu nha. Các bạn chỉ cần bỏ ra vài phút xem video của mình thôi, là chắc chắn các bạn sẽ kiếm ít nhất vài trăm ngàn trên ứng dụng này. Link tải ứng dụng này thì mình sẽ ghi một phần đó chính là bình luận video nha nó sẽ có cái đường link và bạn nhấn vô cho mình khi bạn nhấn vô ạ thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang web hoặc đó chính là một cái ứng dụng nha ứng dụng và trang web này có tên là asset tray này các bạn đây asset tray nha và bây giờ các bạn sẽ làm gì nếu như bạn nào tải về á các bạn cài đặt ứng dụng và mở lên cho mình nha khi mà cài đặt ứng dụng và mở lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này ở đây nó sẽ có những phần như sau thứ nhất là trải nghiệm ngay thứ hai là đăng ký tài khoản và thứ ba là đăng nhập nha đầu tiên bạn sẽ nhấn vào phần đó chính là đăng ký tài khoản cho mình những cái thông tin thì ứng dùng này bắt buộc các bạn phải nhập đúng nha vì nó yêu cầu thông tin rất là chính xác nếu như sai một phần nào đó sau này các bạn không rút được với tài khoản ngân hàng luôn đầu tiên là họ và tên đệm này cái này nhập họ kiểu như là mình là nguyễn công hải thì cái họ và tên đệm này là nguyễn công còn cái tên này là hải nha và phải đúng với tên tài khoản ngân hàng tiếp theo là email số điện thoại và bạn nhận tiếp tục cho mình nha sau khi bạn đăng ký thành công rồi các bạn quay lại đăng nhập cho mình ở đây nó bảo là uh, tên đăng nhập hoặc email đầu tiên các bạn nhập cho mình email và thứ hai nhập mật khẩu nha và sau khi mà các bạn đăng ký thành công á nếu mà nó yêu cầu các bạn là xác minh email á các bạn có thể là vào cái hộp thư nha để các bạn xác minh bởi vì mình đăng ký lâu rồi mình không nhớ là cách đăng ký cụ thể nó như thế nào nữa nhưng mà cái phần nhập thông tin này dễ rồi còn cái phần sau mới khó nha và đây chính là cái giao diện mà khi các bạn đăng ký thành công này Những cái phần này các bạn quan hay chú ý nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái quan trọng trước các bạn ạ bạn nhìn nó phần cá nhân sau đó bạn sẽ vào phần đó chính là định danh ngay cho mình nha Ở trên cái phần định danh ngay này ạ à, Không phải là các bạn cần đó chính là chụp chứng minh nhân dân căn cước công dân đâu Các bạn chỉ cần nhập cho mình một số thông tin đến sau thôi Số chứng minh nhân dân này Ờ, uh, ngày cấp của chứng minh nhân dân này, nôi cấp này, vậy là được rồi. Còn cái phần ảnh chụp chứng minh nhân dân á, thì các bạn có thể không nhập cũng được nha. Cái này cũng như là một phần bảo mật thôi, nó không bắt buộc các bạn là chụp chứng minh nhân dân nha. Nó chỉ yêu cầu các bạn nhập thông tin để sau này rút tiền thôi. Và đó chính là cái phần mà các bạn cần hoàn thành phần đăng ký trong ngày hôm nay và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái sự kiện này nha ứng dụng này là một ứng dụng kiếm tiền online rất là uy tín đã tồn tại được rất là nhiều năm rồi nó đã tồn tại được từ cái khi mà mình chưa tham gia youtube cơ mình chưa làm youtube thì ứng dụng này đã tồn tại được mấy năm rồi nha khẳng định là nó rất là lâu dài rất là uy tín đây là một ứng dụng thuộc dạng là tiếp thị liên kết ở trên cái phần khám phá này rất là nhiều phần để cho các bạn làm affiliate marketing để chúng ta có thể kiếm thêm hoa hồng. Nào là chia sẻ cho người dùng mua hàng nè, chia sẻ người dùng đăng ký ứng dụng hay là đăng ký app ngân hàng để có thể nhận được hoa hồng trên ứng dụng này nha. Và các bạn có thể nhấn vào để tham khảo. Có thể là trong video khác mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần này. Thì trong video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn một cái phần duy nhất, đó chính là cái sự kiện của ứng dụng này thôi nha. Chủ yếu là mình muốn hướng dẫn cho các bạn cái này. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn cho mình qua cái phần là cá nhân nha. Cá nhân này hoặc là nhấn có phần việc làm Ờ, cái phần việc làm hôm nay á thì nó hơi bị phức tạp cho nên bạn nhấn có phần cá nhân đi nhấn vào phần cá nhân thì bạn thấy cái phần là mời thêm bạn kiếm tiền không giới hạn này đó thì đã có người kiếm được 20 triệu đồng rồi nha bạn nhấn vô cho mình này trên cái phần đó chính là thêm bạn thêm quà này á nó sẽ có một cái cơ chế là cho chúng ta đi mời người dùng đăng ký nha ví dụ mình mời các bạn đăng ký này mình cũng sẽ được tiền rồi các bạn đi mời người khác thì các bạn sẽ nhận được tiền nha Ở đây nếu như các bạn mời được một người Họ đăng ký tài khoản thành công theo liên kết của bạn Họ chỉ cần đăng ký vào nhà thông tin thôi nha Là các bạn nhận được ngay đó chính là 7.000 đồng trên một người Và ngoài ra các bạn có thể nhận được thêm đó chính là 25k Các bạn có thể nhận được thêm 25k khi người đó có phát sinh một cái đơn hàng Cái phát sinh đơn hàng này là gì? Đó chính là cái mà người dùng tham gia uh, kiếm tiền bằng Antec Marketing uh, hoàn thành được một đơn Họ sẽ coi như là người dùng tham gia phát sinh nha Và các bạn sẽ được cộng thêm 25k Vậy cứ coi như là chúng ta đi giới thiệu một người được 7k đi Bởi vì kiếm 7k dễ này Còn 25k bỏ qua vì nó khá là khó nha Vậy thì các bạn giới thiệu cho mình khoảng 30 người Cộng cho 30 nha Nhân cho 30 chứ Đó thì ok Thì bây giờ các bạn lấy 7k nhân cho 30 người Các bạn đặt chỉ tiêu mỗi ngày nha Mỗi ngày các bạn mời được 30 người Thì các bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Là 210 000 đồng rồi Vậy thì các bạn cho mình hỏi nha Nếu như bố mẹ này, anh chị này, người quen, người thân, bạn bè của các bạn ạ Mà có điện thoại các bạn giới thiệu cho từng người đăng ký Ví dụ lớp của các bạn có khoảng là 30 người đi, 45 người đi, vì trung bình lớp hiện tại là 45 người học sinh. Đấy thì 45 người này á có khoảng 30 chiếc điện thoại. Thì 30 nha. Các bạn mời tất cả 30 người này đăng ký theo cái đường link này là các bạn đã được tiền rồi. Đó, thì như vậy là các bạn kiếm tiền siêu nhanh, siêu đơn giản, chỉ cần các bạn bỏ ra một chút đầu óc suy nghĩ những cái phần nào mà chúng ta có thể giới thiệu được nhiều người nhất thì chúng ta có thể kiếm tiền nha. Và mình xin nhắc lại cái sự kiện này nó chỉ diễn ra trong một thời gian thôi chứ nó không phải vô hạn. Nên nếu như xem xong video này, các bạn bắt đầu vào tham gia cho mình nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ là copy cái đường link này này. Mỗi người sẽ có một đường link nha. Đây là đường link của ứng dụng này này. Đó thì ở đây nó sẽ có một đường link. Bạn sẽ copy cái đường link nha. Và sau đó bạn sẽ gửi cho những người họ đăng ký này. Họ chỉ cần đó, chính là cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản thành công. Họ nhập thông tin cơ bản thành công. Và tiếp theo nha, là chúng ta sẽ được 7 ngàn đồng. Nếu như mà cái phần khó này á, bạn nào mà không làm được thì có thể bỏ qua thì nó không cần bắt buộc nha. Cái phần này gọi là khó nha, Hiện tại thì mình đã mở được một bạn nha và mình đã kiếm được đó chính là 7.000 đồng này. Mình không có nói đùa đâu. Mình nhận được tiền rồi mình mới dám làm video chia sẻ mà. Một bạn bè này. Đó thì mình nhờ người bạn của mình đăng ký hộ để coi có nhận được tiền không thì mình mới dám làm video nha. Hiện tại đã có rất là nhiều người tham gia rồi nha. Ví dụ cái người đầu tiên này, họ mở được 39 bạn và họ đã kiếm được đó chính là 341 ngàn, cộng thêm 200 ngàn tiền thưởng. Vậy là họ đã kiếm được 541 ngàn trong ngày hôm nay. Các bạn thấy khủng không? một số tiền rất là lớn luôn chỉ cần các bạn cố gắng thôi là được rồi và các bạn ơi nếu như các bạn muốn rút tiền trên ứng dụng asset Trade này bắt buộc các bạn phải đăng nhập cái tài khoản asset Trade này trên trang web nha và trên cái trang web nó mới có cái phần để chúng ta rút tiền mình sẽ giải thích qua cái cơ chế rút tiền ứng dụng này như sau các bạn nghe thật kỹ nha ở đây á ví dụ như các bạn mời được một người các bạn nói chung là kiếm được tiền đi đó thì cái nhiệm vụ mà chúng ta đi mời bạn bè được bài ca đó nó phải trong chờ duyệt trong 30 ngày nha đó phải 30 ngày sau cái số tiền đó nó mới trở thành là tiền thật tiền ray á nó là tiền thật đó và cái tiền thật đó mới rút được tiền nha còn cái tiền mà khi các bạn mời được á hiện tại là chưa có rút được tiền nó đang ở trong tạm duyệt khi nào 30 ngày sau thì nó mới duyệt thực sự và đó chính là số tiền chúng ta có thể rút được nha và đến lúc đó các bạn sẽ lên cái trang web các bạn đăng nhập tài khoản Astro vào cho mình rồi các bạn liên kết tài khoản ngân hàng này đó khi liên kết tài khoản ngân hàng thành công thì cái ứng dụng này ạ từ 18 này từ ngày 18 nha và đến ngày 25 18 hoặc 25 nha là nó sẽ trả tiền cho các bạn mình rút khoảng có 2 triệu là các bạn nói chung là tất cả cái số tiền này mình đã rút về ngân hàng hết rồi đó thì đó chính là cái cơ chế chúng ta rút tiền nha có thể là khoảng 30 ngày sau chẳng hạn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta rút tiền nha nói chung thì ứng dụng này sẽ rút tiền tự động chứ nó không có cái phần rút tiền đâu nha đó chính là cái cơ chế chúng ta kiếm tiền trên ứng dụng Astray nha đây là một ứng dụng uy tín 100% cho nên các bạn cứ yên tâm mà tham gia nó không bao giờ lừa đảo đâu các bạn bây giờ mình sẽ quay random để có thể trao giải cho bốn bạn nha trước tiên mình phải chọn comment hợp lệ trước rồi mình mới đăng hồi trưa thôi 127 comment nha bạn đầu tiên chúng giải là bạn Coco 22 này. Thì các bạn ơi, Zalo hiện tại của mình đang có vấn đề về thông báo á, nên một số bạn nhắn tin thì không có nhận được thông báo đâu. Nên là các bạn thông cảm nha. À, lâu lâu các bạn nhắn lại một chút nếu như mình rep mình nhìn được là ok. Và bạn Coco là bạn đầu tiên nha. Rồi bạn thứ hai này. Bạn thứ hai là bạn Dương Ngô nha. Bạn thứ ba là bạn Video nhạc tranh tèo nha. Rồi ok bạn thứ tư. Bạn thứ tư đó chính là bạn Khỉ hai quậy. Rồi ok. Đó chính là bốn người chúng giải event của video này thì bốn bạn hãy nhắn tin và liên hệ với mình để có thể nhận quà nha. Video mình chia sẻ cái sự kiện này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình xin nhắc lại, sự kiện này nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nên các bạn phải tham gia ngay. Tham gia ngay không là bỏ tiếc cái cơ hội kiếm vài trăm cho đến vài triệu rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.